Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 231, Giao Đồng Nội trạch nhà nào nhau, nàng dâu phải hiếu kính cha mẹ chồng và trưởng bối. Nhưng vị trí chủ mẫu của Hoàng hậu Nương Nương còn khó khăn hơn ở nhà bình thường không biết bao nhiêu lần đã ở trong trung tâm quyền lực thì không có khả năng không đụng đến triều chính, vậy mà vẫn phải ngày ngày đổi mặt với chính sách hậu cung không được tham gia chính sự. Ngồi tít trên cao và ngã xuống vực sâu cũng chỉ cách nhau một bước chân thôi. Hiến quận Vương Phi dặn dò, nhắc khang quận Vương cẩn thận một chút, nếu thật sự không ổn thì đổi hướng đi, nói thế nào thì cũng tốt hơn bị mắc kẹt trong giò. Cố tình đùa chọc nàng cười đây mà, Lâm Di cười nói, nói rất đúng hai người cười cười, không khí trong phòng dường như thoải mái hơn nhiều. Hiền quận Vương Phi lại nhỏ giọng nói, đáng tiếc quận Vương gia nhà ta không nhậm chức trong chiều, nên chẳng giúp được gì nhiều. Đừng nói vậy, Lâm Di cười, chỉ riêng việc quận Vương Phi thường xuyên cho người đưa sách sang đây, ta đã không biết báo đáp thế nào rồi. Mấy quyển sách kia ta đã lật rồi là không muốn buông xuống đấy. Hiền quận Vương Phi che miệng cười, cũng may muội thích mấy món đó chứ nếu đòi món khác ta cũng không có đâu nàng dừng một thoáng hai vợ chồng muội đều là người tốt ánh mắt nàng trở nên hiền hòa ta không hiểu mấy về chính trị chỉ nhìn người mà đoán thôi chưa kể dẫu gì quận vương ra nhà ta toàn trốn trong nhà cục diện chính trị bên ngoài thay đổi thế nào cũng chẳng dính dáng gì tới hai ta ai không sợ bị vô tội cố ý hãm hại mới dám liên lụy hiền quận vương phải biết rằng hiến quận vương hễ nghe tới chính sự là không tự chủ mà sụp mi ngay đấy. Đưa tiễn hiền quận vương phi ra về xong, Lâm Di trở lại phòng nghe báo cáo hình hình ở Tam Tiến Viện. Chu đại thái thái chân thị vào phòng Chu lão phu nhân rồi thì không thấy trở ra nữa, nha hoàn tới Tam Tiến Viện đều nghe được tiếng khóc thút thít vọng ra. Cùng ma ma nói, đây chính là hai người không được cuối cùng lại thành ra hại mình. Nếu không có chuyện thầm quản sự gặp nạn, làm kính quận vương phi không thể bắt thóp nàng, kẻ phải luống cuống tay chân giờ phải là nàng mới đúng. Lâm gì nghĩ tới đây thì người gác cổng tới báo, phủ Quảng Bình hầu phái người tới à? Là bạch ma ma tới, quất hồng vén rèm để bạch ma ma vào phòng. Hồ đào bê ghế nhỏ tới cho bạch ma ma ngồi xuống. Lâm gì sợ là chuyện về lão thai Thái nhánh cả nên vội vàng hỏi, tổ mẫu thế nào rồi? Bạch ma ma đáp, lão thái thái vẫn ổn ạ. À lần trước nhờ có quận vương phi trở về khuyên nhủ hết lời gần đây lão thái thái rất chịu khó tính dưỡng bạch ma ma nhìn quanh lão thái thái chỉ lo quận vương phi bên này thôi mới nãy hầu ra cho quản sự đưa tin về phủ nói rằng quận vương ra phái người đưa tấu trương vào kinh chờ đợi mấy ngày rốt cuộc cũng có kết quả rồi lâm di hỏi cha có nói trong tấu trương đó viết gì không bạch ma ma lắc đầu tấu trương mới vào kinh thôi chắc là hầu ra sự chốc nữa tình thể trong cung sẽ có thay đổi ngộ nhỡ trở nên căng thẳng thì không thể đưa tin ra ngoài trong chuyện này người bị liên lụy đầu tiên chính là cha nếu thật sự biến căng không biết cha sẽ thế nào nữa chỗ lão thái thái nhánh cả không thể vắng bạch ma ma lâu nên bà ngồi một lát là phải trở về ngay lâm di lo lắng cho tổ mẫu nên sai người lấy được liệu tốt nhất do phủ nội vụ đưa tới cho bạch ma ma cầm về Bạch ma cười nói, nhìn quận vương phi kìa, vốn là nô tỳ mang đồ ở phủ Quảng Bình Hầu tới phủ khang quận vương đấy, giờ lại cầm đồ của phủ khang quận vương về phủ Quảng Bình Hầu. Thật ra cả hai phủ có thiếu cái gì đâu, là lão thái thái với quận vương phi không yên lòng về nhau thôi. Trước khi chưa lấy chồng, cả ngày lâm di đều ở bên cạnh lão thái thái nhánh cả. Giờ tuy để ở cho người ở trong kinh, nhưng nói gì cũng không tiện trở về nhà mẹ đẻ liên tục, sẽ tạo cơ hội cho người khác chỉ trích. Cùng Mama đưa Bạch Mama ra ngoài. Trước khi về Bạch Mama còn thoáng nhìn về phía Tam Tiến Viện, hạ giọng hỏi, lão thái thái còn lo lắng. Không biết bên kia sẽ làm gì, không có vấn đề gì đâu. Cũng Mama mỉm cười, tự gây nghiệt thì không thể sống thôi, nói không chừng còn biển khéo thành vụng nữa. Mấy ngày nay bên nhà Chu lão phu nhân thật sự vô cùng âm đạm. Bạch Mama thở phào, đúng là đáng hận thủ đoạn hèn hạ cỡ đó mà cũng nghĩ ra được nữ giới quan trọng nhất là thanh danh mà lúc hay tin lão thái thái cực kỳ hối hận sớm biết vậy đã không bàn bạc cưới hỏi với tê gia khang quận vương phi sợ phía phù quảng bình hầu biết bạch ma ma ra về rồi đại thái thái chân thị vẫn còn khóc lóc ở trước mặt chu lão phu nhân mẫu thân người không thể mặc kệ để quan phủ tiếp tục cha như vậy cha ra thầm quản sự rồi thì thôi đi nhưng không thể để liên lụy tới con dâu không sẽ khó tránh khỏi nếu vì muốn thoát tội mà tiêu bà tử tung hê hết mọi chuyện đúng là thị sai thẩm quản sự ra ngoài tung tin ai ngờ thẩm quản sự lại có thể tìm được một kẻ mồm rộng đến vậy chu lão phu nhân như đã nhập thiền thật lâu sau mới liếc nhìn chân thị cho người ra ngoài tung tin vịt kể tội như thế mà cô cũng nghĩ ra được chân thị siêu mặt mẫu thân không phải do con dâu sai bảo đâu con có hồ đồ đến mấy cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Rõ ràng có kẻ cố tình vu oan giá hỏa, đừng nói tới tiêu bà tử, ngay cả mơ giấy nợ kia con cũng chẳng biết từ đâu ra. chu lão phu nhân hờ hững nhìn chân thị. Chân thị bị dọa, ngậm miệng không dám nói nữa. Những năm qua chân thị lợi dụng việc công bỏ túi riêng bao nhiêu bạc, sao chu lão phu nhân lại không biết chứ, chỉ mắt nhắm mắt mở với thị mà thôi dựa vào tính cách cầu lợi của chân thị, có mang bạc ra ngoài cho vay nặng lãi cũng chẳng kỳ quái gì. ỉ vào mình một tay lo liệu chi tiêu trong nhà nên không thèm lưu ý, dễ dàng bị người ta bắt đuổi. Vốn là Trần Thị rơi vào hiểm cảnh, giờ ngược lại là chân thị tự thân mình còn lo chưa xong. Phải biết rằng muốn diệt bên ngoài thì trước hết nội bộ phải ổn định, bây giờ chính bên mình còn lộn xộn nháo nhào, đối phó với người ngoài kiểu gì đây? trong phòng nhất thời im phăng phắc, chân thị nín thở chờ nghe chu lão phu nhân dân dậy. Thân ma ma bỗng vào nhà báo, đại gia tới rồi à? Nghe thấy chu Nguyễn Cảnh tới, trong mắt chân thị hiện lên sự oán hận, khi chu Nguyễn Cảnh bước vào, thị liền co rụt trốn sau lưng chu lão phu nhân. chu lão phu nhân nhíu mày, để xem ở trước mặt ta nó có dám động thủ hay không? Trần Thị nhớ đến tình cảm đêm đó thì không nhịn được lại rớt nước mắt. Chu Nguyễn Cảnh vốn ôm đầy một bụng tức, nhưng không tiện phát tác ở trước mặt Chu lão phu nhân, nên chỉ lạnh lùng liếc nhìn chân thị. Sau đó nhớ ra mình còn có lời quan trọng muốn nói, gã đảo mắt nhìn quanh rồi tiến tên hạ giọng, "Mẫu thân, Khang quận vương xảy ra chuyện rồi, không biết thằng đó đã dâng tấu chương gì mà chọc giận công nhan rồi." Hoàng thượng đã sai người áp giải Khang quận vương và chi phủ Thiên Tân về kinh nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng chân thị cập tức vơi bớt. Chu lão phu nhân nhìn Chu Nguyễn Cảnh, cậu nghe được tin này từ đâu? Chu Nguyễn Cảnh đắc ý đáp, Tum tung bên ngoài hết rồi, mẫu thân ở trong nhà nên không biết thôi. Chương 232: Bắt quả tang. Chu lão nhân cau mày, chuyện triều đình không thể tùy tiền kết luận, nhất là thánh ý vốn khó dò, giống như vụ nhân gia trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng nhân gia chết chắc rồi. Chu Nguyễn Cảnh cười nói, vẫn sẽ chết chắc mà, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vụ này càng lúc càng liên lụy nhiều người, Hoàng hậu nương nương ở cảnh nhân cũng thấp thỏm chờ đợi, nghe nói ngày nào cũng rơi lệ mà Hoàng thượng vẫn chưa từng ghé chân, toàn tới chỗ Huệ Phi. Hoàng hậu chẳng trẻ trung gì nữa, mà ở hậu cung thì phải có sắc đẹp mới có thể diện, với Hoàng thượng, hậu cung là nơi tìm vui đến cảnh nhân cung của hoàng hậu nương nương hồi tưởng chuyện xưa, một hai lần không nói, nhưng nhiều lần như thế thì ai cũng sẽ thấy chán. Chu Nguyễn Cảnh lại thông báo một tin tốt nữa, vụ săn mùa thu năm nay, còn được tam vương gia cho theo tháp tung. Ở thời điểm này thì chỉ người tin tưởng được mới có thể theo hộ vệ, chẳng trách Chu Nguyễn Cảnh lại vui vẻ đến vậy. Chu lão phu nhân nói, cậu chỉ mới tới phủ tam vương gia thôi, làm gì cũng phải hết sức cẩn thận, trong lúc săn bắn chỉ cần tận lực làm tốt bổn phận ít mờ miệng ở trước mặt ngài ấy thì hơn chu nguyễn cảnh vẫn tràn đầy tự tin đến mức mắt sáng ngời ngời, mẫu thân yên tâm hàng năm tổn thất đều tụ tập đi săn mà đâu phải lần đầu con thấy được chi tháp tùng thôi làm sao phạm lỗi gì được điều chu lão phu nhân quan tâm nhất là có tôn thất nào đi theo chu nguyễn cảnh liệt kê một hơi mấy cái tên trong đó có thể từ trấn quốc công là chu nguyễn quảng trong vụ sẵn năm đó nhờ được hoàng thượng tán thưởng kỹ năng cưỡi ngựa và võ công mà khang quận vương mới có tiền đồ trải hoa dịp này khang quận vương ngông cuồng quá mức khiến phân lượng trong lòng hoàng thượng sụt giảm nghiêm trọng thần tử được tín nhiệm trên triều không khác gì với sủng phi ở hậu cung cả hôm nay đắc thế ngày mai lại thất thể ngay thôi bởi vì luôn có khối người chờ thay thế chỉ mong lần này trấn quốc công có thể trải đường cho con trai nghe thấy chu nguyễn cảnh có tiền đồ tốt chân thị đương nhiên vui vẻ chẳng qua chu nguyễn cảnh có vẻ vang hơn nữa cũng chẳng đè được những lời đàm tiếu về thị bên ngoài nên chân thị vẫn hỏi mẫu thân vậy chuyện của con làm sao giờ Lâm gì ở trong phòng dậy linh lung và hồ đào lấy vải tơ mỏng làm hoa kết bông hoa vải lại với nhau thành tấm rèm trông vừa đẹp vừa lạ Quất Hồng đứng một bên hỏi, sao quận Vương Phi nghĩ ra được cách làm dèm này vậy? Vào mùa đông, hoa trưng bày trong phòng ẩm tuy nhiều nhưng vẫn hơi đơn điệu. Nên khi thấy Linh Lung tiếc rẻ số vải vụn may y phục, Lâm Di đã nảy ra sáng kiến này. Lâm Di dặn Bạch Thược gửi một tấm rèm đã làm xong cho Trịnh Thất Tiểu Thư trước. Trịnh Thất Tiểu Thư luôn thích những đồ vật mới lạ này. Từ khi Lão Thái Thái nhánh cả viết thư cho Trịnh Lão Phu Nhân, phía trịnh gia liên im ắng hẳn, song trịnh thất tiểu thư vẫn viết thư đều đặn cho Lâm Di, chẳng qua đã bớt phàn nàn việc huệ hòa quận chúa quản mình quá chặt, ca cấm ở nhà càng ngày quá buồn chán nhiều hơn. Ban đêm Chu Nguyễn Cảnh và Đại Thái Thái Trân Thị ở lại ăn cơm với Chu Lão Phu Nhân. Trong bữa cơm, Chu Nguyễn Cảnh vô cùng hưng phấn, giống như đã quên hết mấy chuyện không vui gần đây. Ở trước mặt Chu Lão Phu Nhân không tiện uống rượu, nên gã chuyển sang ăn thịt cho sướng miệng. Trần Thị vẫn còn lo lắng nên rất ít nói, dáng vẻ hệt như quả cà héo. Dùng bữa xong, Trần Thị ngỏ ý ở lại phụng dưỡng Chu lão phu nhân, bị Chu lão phu nhân sầm mặt mắng cho một trận mới bỏ ý định đó. Chu Nguyễn Cảnh uống hợp trà, lần đầu tiên tỏ ra quan tâm tới Chu Thập Cửu, cũng chẳng rõ bên Thiên Tân thế nào rồi, danh tiếng của gã chi phủ Thiên Tân kia luôn rất xấu đắc tội không ít đại quan trong triều. Nếu quận vương gia có thể nhổ bỏ cái gai độc này, cũng là một công lớn đấy. Chu Nguyễn Cảnh vừa nói vậy, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Chu lão phu nhân hơi cau mày, Trần Thị nhìn sang Lâm Di thăm dò, Lâm Di thì đặt nắp trà trong tay xuống. Nói bậy nói ba cái gì đấy? Chu lão phu nhân nổi giận, Chu Nguyễn Cảnh suy nghĩ một lúc mới nhớ nhà mẹ đẻ của Khang quận Vương Phi vốn ủng hộ chi phủ thiên tân, gã bèn nói, lần này làm sao bây giờ? Chẳng phải tiến thoái lưỡng nan rồi sao? Quan lại ở Thiên Tân Liên Hợp tổ cáo chi phủ Thiên Tân mấy năm qua tham nhũng bỏ túi riêng vô số bạc. Còn nghe nói bên Nam Thư Phòng đã có động tĩnh, muốn áp giải phủ Thiên Tân vào kinh, cho Tam Pháp tự ý hội thầm. Tam Pháp Tư là tên gọi dành cho ba chức quan tư pháp thời xưa của Trung Quốc, đình úy, ngự sử và tư luật. Những vụ án quan trọng sẽ do ba cá nhân này cùng thẩm tra. Hết tin này đến tin khác đều đang ám chỉ thái độ của Hoàng thượng đối với án tham ô của Chi Phủ Thiên Tân, vào kinh và bị áp giải vào kinh là hai chuyện khác nhau. Áp phải vào kinh, còn bị tam pháp từ hội thẩm, tức là chắc chắn bị định tội rồi. Chu Nguyễn Cảnh nói không chắc là nói ngoa thôi. Chu lão phu nhân tỏ ra bất ngờ, hồi câu sau mới hỏi Lâm Di, bên nhà mẹ cháu có tin tức gì không? Lâm Di cắt đầu, vẫn chưa có tin gì à? Trần Thị chộp thời cơ đổ thêm dầu vào cửa, theo lý thì không nên như vậy. Không dành bận tâm nên mới thế, Chu lão phu nhân thở dài, cháu cũng đừng sốt ruột quả, chờ xem thế nào rồi hãng tinh. Chu Nguyễn Cảnh nói, cũng đúng, chẳng qua tội cả tội của chi phủ thiên tân thôi. Mặc dù Quảng Bình hầu từng dâng tấu bảo đảm cho sự thanh tiêm của chi phủ Thiên Tân, nhưng so với chuyện này, mấy vấn đề nội trạch đều trở thành chuyện vụn vặt. Trước giờ Chu Nguyễn Cảnh luôn tự cho mình là huynh trưởng của Chu Thập Cửu, hành động, cách ăn nói đều đòi ngồi trên đầu người khác. Bây giờ phía chân thị gặp chuyện, gã vẫn không hề sợ, trái lại còn thẳng sống lưng tới uy hiếp nàng. Ý của Chu Nguyễn Cảnh là gì? Đương nhiên Lâm Di nghe hiểu nếu cha bị liên lụy vì chuyện này nhà mẹ không thể dựa vào nữa nàng sẽ không còn ai khác chống lưng tới lúc đó đừng trách sao nhà chu nguyễn cảnh bỏ thêm đá xuống giếng nếu lần này nàng có thể đứng ra nói đỡ cho chân thị rất nhiều chuyện có thể coi như chưa từng xảy ra phu thê chu nguyễn cảnh sẽ dơ cao đánh khẽ trước tình cảnh như vậy ổn định nội bộ trước rồi mới đối phó bên ngoài chính là con đường mà chu nguyễn cảnh chọn cho nàng đúng là lần đầu tiên thấy kẻ địch từ với mình đấy. Sao Chu Nguyễn Cảnh không nghĩ tới mình có ngày hôm nay là nhờ ai tiến cử với triều đình nhỉ? Coi như Chu thập cửu ăn cơm nhà Chu lão phu nhân gần hai chục năm, thì giờ cũng đã trả sạch hết vốn lẫn lời rồi. Lâm gì không tỏ thái độ gì, bình thản đứng dậy, để cháu bảo nhà bếp làm vài món điểm tâm mang lên. Ánh mắt nàng trong trẻo sáng ngời, khi nhìn tới chân thị thì khóe miệng hơi nhếch, nở một nụ cười nhạt. Trần Thị hơi giật mình, càng không hiểu được ý Lâm Di. Lâm Di xoay người đi ra ngoài, Chu Nguyễn Cảnh không nhịn được hừ lạnh, nhường cao hàng mày rậm. Thừa dịp Lâm Di ra ngoài sai nha hoàn lấy điểm tâm tới, Trần Thị bảo Quế Viên, ngươi đi gọi thành bà từ tới đây. Trần Thị ậm ở không tỏ rõ thái độ, Thị đành phải dùng cách riêng thám thính tin tức vậy. Thành bà từ làm việc ở nhị tiến viện, ở gần khang quận Vương Phi Trần Thị hơn, lần nào cũng có thể lấy được vài tin người khác không có. Trần Thị cải thành bà tử vào nhị tiến viện từ rất sớm, chính là để phát huy tác dụng vào những thời điểm mấu chốt như thế này. Hai mặt đông tây của phủ Khang quận vương là dãy nhà dành cho người làm, hạ nhân đều ở đây chờ lệnh. Thành bà tử vừa làm xong việc hôm nay, đang lôi kéo Đông Hương nói chuyện phím. Trượng phu của Đông Hương mua cho vợ một đôi vòng tay bằng phỉ thúy làm rất nhiều người hâm mộ vây quanh tấm tắc trượng phu của đông hương có vẻ ngoài khôi ngô vạm vỡ làm việc rất chăm chỉ quản sự thấy y đắc lực thì thường dẫn theo bên người thỉnh thoảng còn thưởng cho y vài đồng tiền sổ bạc đó đều được y chắt góp thường xuyên mua đồ tặng đông hương lần trước là cây châm, cần này là vòng phi thủy tất cả đều khen đông hương có phúc lúc đông hương vừa vào phủ khang quận vương làm việc là thành bà từ đại nhắm muốn làm mai cho con trai mình rồi, ai ngờ mẹ Đông Hương đã chọn được con gì. Thành bà tử dốc hết miệng lưỡi thuyết phục, song mẹ Đông Hương lại không đồng ý, chuyện này ầm ĩ đến mức hạ nhân trong phủ đều biết, làm thành bà tử mất hết mặt mũi. Thành bà tử là một kẻ thù dai, nên luôn để chuyện này trong lòng, cử thầm nghĩ bao giờ bà ta phất lên, nhất định sẽ cho những người này đẹp mặt. Hôm nay nhìn thấy mọi người vây quanh Đông Hương, bà ta liền cười khẩy, vén tay áo lên để lộ chiếc vòng phi thủy đang đeo. Mọi người làm việc ở phủ quận vương đều rất tinh mắt, nên vừa nhìn liền biết ngay vòng phi thủy của thành bà tử tốt hơn vòng của đông hương gấp trăm lần. Đông hương đỏ mặt, tất cả cũng tản ra đi làm việc của mình. Thành bà tử cười đắc ý, vừa định chế nhạo đồng hương vài câu thì liếc thấy quế viên đi tới, bèn vội vàng kéo tay áo xuống, chỉnh trang nghênh đón quế viên quế viên cùng thành bà tử theo đường mòn ra khỏi tiểu viện tìm một chỗ vắng vẻ nói chuyện đại thái thái hỏi bà gần đây có thăm dò được gì không chỉ cần kể lại chuyện của khang quận vương cho đại thái thái nghe là sẽ được thưởng bạc thành bà tử sao có thể bỏ qua con đường kiếm tiền tốt đến vậy vội vàng gật đầu nói có 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 cô nương không tới thì tôi cũng định tìm cách đi gặp thái thái đây quế viên nghe vậy bèn nhìn trái nhìn phải một lượt sau đó mới cẩn thận hạ giọng bảo, đi theo ta. Thành bà tử cuống quýt đuổi theo. Hai người vừa đi vừa nhìn xung quanh, né tránh mắt người đi tới tam tiến viện, băng qua cổng bảo bình tiến vào đông viện. Quế viên dặn thành bà tử chờ bên ngoài, mình trở về bẩm báo với chân thị. Cổng bảo bình có hình dáng giống với bình cổ lọ. Thành bà tử xoắn tay chờ đợi một lúc thì thấy đại thái thái chân thị dẫn nha hoàn đi tới thành bà tử vội vàng khom người định hành lễ với chân thị không đợi chân thị mở miệng bà ta đã canh trí bẩm báo tại những gì mình biết trong viện của khang quận vương phi gần đây hiến quận vương thường xuyên ghé thăm đúng rồi quận vương phi đang định trồng thảo dược ở điền trang chân thị nhíu mày thành bà tử nói rất nhiều nhưng lại không có thứ thị muốn nghe thành bà tử thấy tình hình không ổn sợ không lấy được tiền thưởng thái thái phải đề phòng quận vương phi đấy Nô tỳ nghe nói quận Vương Phi cho người đi hỏi thăm tình hình bên nhà cũ, còn cho người đến nha môn hỏi thăm chuyện của thẩm quân sư. Lần này nói đúng trọng tâm rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 233, chất vấn. Trần Thị nhìn vào đôi mắt lóe sáng của thành bà tử. Nói rõ hơn đi, Trần Thị nói như thế nào? Phía cùng mama có động tĩnh gì không? Người nói rõ ràng đầy đủ chi ta ắt xe thường. Nói đoạn, thị nhìn sang Quế Viên. Quế Viên thường cho thành bà tử 10 lượng bạc. Thành bà tử cầm bạc trong tay mà mừng hớn hở, vội nịnh nọt, nô tỳ ở trong phủ là để trông chừng quận vương phi hộ thái thái mà, dù đại thái thái không bảo, nô tỳ cũng sẽ tận tâm tận lực. Trần thị gật đầu, đang muốn nghe thành bà tử nói rõ thì đằng sau có tiếng truyền tới, đại tẩu muốn nghe gì sao không hỏi thằng ta đây, một người hầu như bà ta làm sao có thể hiểu rõ hơn ta được chân thì cảm thấy sống lưng ớn lạnh, giật này cả mình, ngoại đầu lại thì thấy Lâm Di dẫn theo vài nha hoàn sách đèn đi tới, sau lưng còn có mấy bà tử với thân hình cao lớn. Thành bà tử lập tức biến sắc mặt, muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng vừa đi được hai bước đã bị bà tử bên cạnh chặn đường. Tay chân quế viên lạnh toát, muốn đến phòng chu lão phu nhân báo tin, nhưng nhìn mấy bà tử hung dữ thì không dám nhúc nhích nửa bước. Trần Thị nhìn vẻ mặt bình lặng như nước của Lâm Di, quận vương phi làm gì vậy? Lâm Di vấn búi tóc tròn đoan trang, đôi mắt sáng long lanh, ta nên hỏi đại tẩu câu này mới phải, đại tẩu sắp xếp đưa thành bà tử đến cạnh ta là muốn nghe ngóng chuyện gì? Bình thường Trần Thị luôn rất dễ nói chuyện, có giận dỗi cũng chỉ trổ tài mềm mép thôi, chẳng ngờ hôm nay lại bày oai phong của quận vương phi ra, bàn tay cầm khăn của Trần Thị run lên. Lâm Di mỉm cười, trời lạnh sương nhiều, đại tẩu vào phòng nói chuyện với ta thôi. Không phải vợ chồng Chu Nguyễn Cảnh khinh nay nàng không có chỗ nương tựa, nên mới dám ra tay ở trong phủ sao? Trần Thị lập tức cuống lên, sao quận Vương Phi có thể vu khống ta cài người được? Việc ở phủ khang quận Vương ta đâu hề nói câu nào. Đại tẩu đừng nói nghe dễ dàng như vậy, Lâm Di lắc đầu, chẳng phải thành bà tử đã quen biết đại tẩu từ trước rồi ư họ hàng của thành bà tử sống ở điền trang của chân thị, chỉ cần điều tra một chút là rõ ràng ngay, nếu không chắc chắn tuyệt đối thì làm sao có thể bắt quả tang tại trận được. Nàng đã từng nhắc nhở thành bà tử và chân thị, ai dám tác yêu tác quái thì đừng trách vì sao nàng không nể mặt. Trước khi lâm di vào phòng, chân thị đứng ngoài của trần trừ một lúc rồi mới vào theo. Nhà hoàn đưa chén trà sứ thanh hoa vẽ hình chim khổng tước đến, hơi nóng nghi ngút lượn lờ giữa không trung trần thị ngẩng đầu lên dưới ánh đèn gương mặt đẹp tựa cánh hoa vừa trẻ vừa thông minh mới gã đi đã thành quân vương phi ngay ông trời đã đưa hết cho trần thị những thứ thị hằng khao khát thị nhẫn nhịn nhiều năm đến vậy nhưng càng ngày càng cách xa chúng đều là con người cả tại tại khác nhau tới thế thị thua kém trần thị ở điểm nào hồi trước chỉ có chu nguyễn cảnh và thị cười nhạo chu nguyên triệt không cha không mẹ mà cũng chẳng phải là tổn thất thật sự. Nào ngờ Chu Nguyên Triệt bỗng nhiên đổi đời, lấy lại được thức vị, còn tự chủ trương xin Hoàng thượng ban hôn, rõ là đồ vong ân phụ nghĩa, chẳng thèm đoái hoài tới tình nghĩa mẫu thân làm trưởng bối, Chu Nguyễn Cảnh và thị cảm huynh trưởng tàu từ mấy năm qua. Là chúng bất nhân trước nên thị mới bất nghĩa. Trần Thị vừa nghĩ như thế vừa ngồi xuống. Lâm Di nhìn ánh mắt đầy hận thù của Trần Thị, từ đầu nàng đã thấy Là nhị thái thái quách thị rõ ràng thông minh hơn đại thái thái chân thị nhưng vì sao việc gì chu lão phu nhân cũng đều tránh né quách thị giao hết mọi chuyện trong nhà cho chân thị một là vì chân thị là dâu trường hai là vì chân thị rất biết nghe lời chu lão phu nhân lợi dụng lòng hư vinh của chân thị mà nắm thị ta trong tay tuy ngoài mặt chân thị có vẻ cứng cánh không chịu bó buộc nhưng thực chất thị vẫn bị chu lão phu nhân điều khiển Thị một lòng một dạ để Chu lão phu nhân sai khiến, chỉ để nhận được ân huệ nhỏ nhoi từ bà ta. Chu lão phu nhân muốn thao túng toàn bộ phủ Khang quận vương, trở ngại lớn nhất chính là nàng. Trần Thị đoán được ý đồ của Chu lão phu nhân, bèn dốc hết sức để đối phó nàng, lần này còn dám giáp tâm phá hoại danh tiếng của nàng. Nếu Trần Thị thật sự đạt được ý đồ thì sau này nàng chỉ là một món đồ trang trí phải chắp tay nhường phủ khang quận vương cho trưởng bối là chu lão phu nhân quản lý hộ còn cỡ như chân thị thất bại chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chu lão phu nhân cả chân thị chỉ là kẻ chết thay mà thôi chân thị tự cho rằng minh được chu lão phu nhân tin tưởng nhưng thực chất chỉ là con ếch mồi đáy giếng thành bà tử ra tay hào phóng thường xuyên đeo vàng bạc ta cho người theo dõi bà ta bởi vì sợ bà ta trộm cắp đồ đạc trong phù. Lâm Di nhấp ngụm trà, bà tử bên cạnh lục soát người thành bà tử một phen thì tìm được 10 lượng bạc, ai ngờ là đại tẩu ban thường cho bà ta. Trần Thị cười nhạt, quận vương phi muốn vu khống hại ta cũng chẳng được đâu. Ta chưa từng đưa số bạc đó, Lâm Di ngạc nhiên nhìn thành bà tử, vậy là ăn trộm thật rồi. Thành bà tử run run nhìn Trần Thị, lắp bắp giải thích, nô tỳ không ăn trộm. Cũng, cũng không phải đại thái thái ban thường nô tỳ Tì chỉ tình cờ gặp đại thái thái nên chào hỏi vài câu ngụp kép trần thị nghe vậy sống lưng liền trở nên thẳng hơn ánh mắt vô cùng uất ức và thất vọng nếu sớm biết quận vương phi đa nghi như thế thì ta nên rời phủ từ lâu rồi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà lâm di bảo đại tẩu không nghe bên ngoài nói thế nào ư thẩm quản sự bên người đại tẩu ra ngoài gặp gỡ tiêu bà tử tiêu bà tử đã khai hết mọi chuyện với quan phủ rồi sắc mặt chân thị lúc trắng lúc xanh tin đồn nhảm bên ngoài sao có thể tin được lâm di nhìn thẳng vào chân thị ta cũng không muốn tin nhưng có một số việc không nằm ở chuyện có tin hay không chân thị vốn muốn làm ầm lên dẫu gì lâm di cũng chỉ bắt quả tang thị thông qua thành bà từ thăm dò tin tức không dính dáng gì đến chuyện bôi xấu danh tiếng của lâm di ở bên ngoài nào ngờ lâm di chẳng hề mắc lừa còn liên hệ hai chuyện này lại với nhau một cách chắc chắn chuyện trong nhà còn có thể biện bạch, nhưng truyền ra ngoài rồi thì không thể tìm từng người phân bua được nữa. Trần Thị mua chuộc bà tử của Lâm Di, tại để thẩm quân sự ra ngoài bôi xấu danh tiếng Lâm Di, nếu nói cả bị người ta hãm hại thì cũng không thể bị hại nhiều lần vậy được. Trần Thị sụi lơ, Lâm Di nhìn thành bà tử, ta hỏi ngươi một cần nữa, bạc và trang sức từ đâu ra? Nếu không nói thì ta sẽ giao cho nha môn thẩm tra rõ ràng. Giao cho nha môn là muốn ẩm ý chuyện nhà lên tới công đường sao, cũng giống như chuyện của thẩm quân sự, đào ra rất nhiều lời chân thị không muốn nghe, chân thị cập tức siết chặt khăn tay. Thành bà tử cũng sợ điếng người, miệng ha hốc, quên cả xin tha. chương 234, làm giữ. Chuyện nhỏ như thế sao phải lôi nhau lên công đường, chân thị há miệng run gan nói, không được để người ngoài chê cười. Có người hầu nhà nào mà không lấm lét kiếm lợi riêng đâu, cùng lắm đuổi bà ta đi là được. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như thể dùng là cách tốt, nhưng chân thị đã quên, nguyên nhân của chuyện này vốn là do chân thị muốn hại nặng, mà nàng cũng chẳng độ lượng tới mức ấy. Chuyện gì thế này, ở cửa truyền đến giọng của chu lão phu nhân. Sau đó chu Nguyễn Cảnh vọt vào, trợn mắt tức giận nhìn lâm di. Rốt cuộc con tim hoảng hốt đập mạnh của chân thị cũng được vỗ về. Có mặt đông đủ hết rồi. Lâm Di đứng dậy mời Chu lão phu nhân ngồi xuống, bà tử trong phủ làm chuyện lén lút, cháu định trói lại đưa tới nha môn thẩm tra. Lời lẽ vừa có lý vừa có chứng cứ, khiến người khác không bác bỏ được, dù là trưởng bối thì cũng chẳng đi tranh chấp với chủ mẫu chỉ vì một kẻ hầu. Chu lão phu nhân nhìn chân thị, sắc mặt chân thị vô cùng khó coi, quận vương phi nghi ngờ con cài cắm bà tử này vào quận vương phủ giờ mà còn che giấu tiếp thì thị sẽ hết cơ hội xin lão phu nhân giúp đỡ lâm di mỉm cười đại tẩu đừng nói thế thời gian qua trong phủ có nhiều tin đồn cử xử lý qua loa vậy thì cũng không tốt cho ai cả quản sự trong nhà đã nghi ngờ bà tử này từ lâu nếu hôm nay bắt được quả tang rồi làm sao có thể bỏ qua được lâm di vừa dứt lời hai bà tử cường tráng bên cạnh lập tức lôi thành bà tử đi thành bà tử bị người ta kéo thì hoảng hốt, vào nha môn đâu phải chuyện gì hay, ăn trộm là tội phải chịu trượng hình, bà ta lớn tuổi rồi, sao chịu nổi được. Chù ngưỡng cảnh cười khẩy, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, ẩm ý ra ngoài không sợ người khác chê cười à. Không hổ là hai vợ chồng, nói tới nói lui đều quy về một mối. Lâm gì phản đối, sao tại là chuyện nhỏ được, vừa nói nàng vừa nhìn thành bà tử trong mắt lộ ra sự kiên định và khi thế không cho phép hoài nghi. Trộm 52 tượng bị đánh 60 gậy bỏ tù một năm, ăn cắp 60 tượng đánh 70 gây bỏ tù một năm rưỡi. Hơn nữa, theo ta thấy bà tử này không phải chi mới ăn trộm cần đầu tiên, tại càng không chỉ năm 60 lượng. Phủ Khang quận vương có nhiều nữ quyến tôi tới như thế, ai ở nhà chúng ta mất đồ gì cũng không tiện nói ra, nhưng như thế nhà ta tại mất mặt, đừng bảo người tiến cử bà từ này bị liên tụy mà còn bôi cho tên thể diện của đương gia chủ mẫu là ta nàng không điều tra rõ thì biết để mặt mũi vào đâu bây giờ chân thị vì thành bà tử này mà sợ như vậy vậy lúc nàng bị vu oan từ thông với người ta thì nên khủng hoảng đến mức nào nữa nàng làm thế là để nói cho bọn họ biết ai mới là đương gia ở phủ khang quận vương này lúc trước không nói rõ là vì muốn phỏng đoán tình cảm của bọn họ giờ xảy ra chuyện như thế này nàng không cần tiếp tục nữa nếu bọn họ còn ngăn cản, nàng chẳng ngại nói huyệt tuệt ra luôn đâu lâm di nhìn Chu Nguyễn Cảnh với ánh mắt kiên định, thấy trên trán gã hàn gân xanh, tay xiết thành quả đấm. Thành bà tử nghe nói tới việc bị đánh rồi còn bị bỏ tù thì sợ tới mức chân càng run lầy bẩy thế là bất chấp mọi thứ khai hết, xin quận vương phi tha mạng, nô tỳ không ăn trộm, những thứ đó đều do đại thái thái thưởng cho nô tỳ Lâm di ngạc nhiên nhìn chân thị, tức là những gì ta vừa nhìn thấy là thật thành bà tử củi mình thừa nhận là thật là thật sắc mặt mọi người đều biến đổi chu nguyễn cảnh lập tức xoay người giơ tay túm lấy thành bà tử gầm lên đồ không biết xấu hổ dám đổ vấy lên đầu bọn ta bà tử đỡ thành bà tử thấy vậy bèn cản lại nhưng lập tức bị đánh đến chảy máu miệng ngã sang một bên lâm di đi tới mấy bước đại lão ra đùng nổi giận thị phi đúng sai không thể nghe một người hầu nói là đủ thành bà tử có nói thật hay không, cần phải điều tra kỹ lưỡng. Chu Nguyễn Cảnh nhìn Lâm Di, hai người đứng cách nhau rất gần, một ả à đàn bà mười mấy tuổi mà cũng có thể đè đầu gã, cái cổ mảnh khảnh kia gã chỉ cần dùng một tay là có thể bẻ gãy. Trong mắt Chu Nguyễn Cảnh hẳn tia máu, gã hung ác nhìn Lâm Di chăm chăm. Lâm Di vẫn điểm nhiên sai bảo bà tử, ngỡ ra đây làm gì, kéo bà ta xuống đi. Thành bà tử lập tức chu chéo, là đại thái thái thưởng cho nô tỳ thật mà đại thái thái nói một câu đi nô tỳ thật sự không có ăn trộm ánh mắt chu lão phu nhân thoáng lóe lên trần thị cắn chặt chuyện này không không tha nhất định đã phát giác ra được gì đó rồi chu nguyễn cảnh nhíu chặt lông mày đang định mở miệng thì chu lão phu nhân nói bình thường bọn người hầu này tay chân không sạch sẽ hở tí là ăn vụng lung tung phải dạy dỗ chúng mới được nói đoạn bà ta nhìn sang chân thị giờ đã không còn sớm, các con về đi. Chu Nguyễn Cảnh càng cố chấp muốn ngăn cản thì càng khiến người ta cho rằng vợ chồng gã trột dạ thôi. Trần Thị nhìn Chu lão phu nhân với vẻ mong đợi, nhưng không ngờ Chu lão phu nhân nói thế rồi để thân ma ma đỡ đi ra. Con tìm thị lập tức rơi thẳng xuống vực. Không chiếm được phần thắng, Chu Nguyễn Cảnh lạnh lùng nhìn Lâm Di đầy tức tối rồi sải bước ra ngoài. Một lúc sau, Trần Thị mới để Quế Viên đỡ dậy. Quế viên sẽ phải ngón tay lạnh buốt của chân thị mà đau lòng. Tới khi lâm di xoay người đi ra, quế viên mới thấp giọng nói, thái thái đừng cuống, nhất định sẽ có cách khác. Hơn nữa thái thái ban thưởng cho một nô tỳ thì sao, lên công đường cũng có thể nói được phải trái gì chứ. Chân thị thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, một lúc sau mới lên tiếng, ngươi tưởng nàng ta muốn phân rẽ phải trái ư. Chỉ cần tin tức lan ra là đủ để mọi người biết đã xảy ra chuyện gì. Quế viên cắn môi, hồi lâu sau mới nói, quận vương phi quá độc ác rồi. Sắc mặt chân thị tái nhợt, chờ đi, chưa chắc nàng ta đã có kết quả tốt. Lâm di trở về phòng, tháo châm cài vòng xuyến ra, quất hồng cầm lò sưởi tay đã ủ nóng sẵn tới đặt ở góc giường. Một lúc sau, cùng mama bung trà vào nói, cuối cùng cũng thở phào được rồi, lúc đi đại lão ra cũng chẳng buồn chờ đại thái thái. Trần Thị đúng là đáng hận nhưng chẳng qua bị người khác giật dây thôi, kẻ sau lưng thật sự là chu lão phu nhân cơ. Cùng ma ma nói, nghe bảo mấy ngày trước lão phu nhân vừa cho đại thái thái hai điền trang, đại thái thái mừng dơ nhận lấy. Ý của cùng ma ma là để người khác biết tất cả mọi chuyện đều là ý của chu lão phu nhân. Xem ra chu lão phu nhân đã vô tình để cho người ta lấy được cớ bắt bẻ, ta thấy chưa chắc. Lâm Di nhìn cùng mama, Nói không chừng lão phu nhân đang chờ chúng ta gây chuyện như vậy đấy. Cùng mama không hiểu, đưa tay khều tim đèn. Lâm gì cũng cầm ly trà hoa hạnh để trắng lên, nhấp một ngụm trà nhạt, "Mama đừng quên, tuy điền trang trong tay ta là hoàng thượng ban thường cho quận vương gia, nhưng trước giờ luôn do lão phu nhân quản lý. Bây giờ chẳng những lão phu nhân giao điền trang lại cho chúng ta, mà còn đưa cả lợi nhuận điền trang thu được trước đó sang, một cách cũng không thiếu." nói không chừng đại thái thái bất hòa với ta cũng là vì hai điền trang này, giờ đại thái thái vu hãm ta làm to chuyện, rồi vì để đại thái thái thôi công kích, lão phu nhân mới đưa hai điền trang trong tay cho đại thái thái. Nên sẽ trông như lão phu nhân chỉ muốn chấm dứt tranh chấp trong nhà thôi, dĩ nhiên không tham dự vào chuyện này. Kế tiếp chỉ cần xem chu thập cửu và cha nàng có thể thuận lợi thoát thân hay không, nếu không nhất định chu lão phu nhân và chu Nguyễn Cảnh sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Di nhìn cùng Mama, tin tức của đại lão gia chưa chắc là giả, bảo Trần Hán ra ngoài thăm dò xem. Cùng Mama đáp lời, đi tới định đỡ Lâm Di đi nghỉ. Lâm Di cười từ chối, ta đọc sách một lát rồi mới nghỉ. Hắn quận Vương Phi cũng lo lắng không ngủ được. Cũng Mama đưa lò sưởi cho Lâm Di rồi lui xuống. Ngày hôm sau sau khi văn võ bá quan hạ triều, Lâm Di nghe được tin tức về Trịnh gia cùng mama quay về từ phủ quảng bình hầu thuật lại phía quảng bình hầu vẫn bình thường trịnh các lão từ quan rồi chu thập cửu và cha đang vướng vào vụ án ở thiên tân lúc này trịnh các lão lại từ quan trịnh các lão nói muốn về nhà dưỡng bệnh không chỉ một hai lần nhưng giờ sao chưa nghe được phong thanh gì mà đã cáo lão từ quan rồi lầm gì đang suy nghĩ thì bà tử ở ngoài cửa thưa viên nhị nãi nãi đến à sinh nhật của viện đại thái thái viên gia tổ chức tiệc rượu trần lâm kiều đích thân đến đưa thiệp mời lâm di tới dự lâm di đón lâm kiều vào phòng trong sau khi sinh đồng ca lâm kiều chỉ lo ở nhà chăm con nên rất ít ra ngoài lâm di hỏi thăm đồng ca lâm kiều cười nói thằng bé khỏe lắm biết làm nũng rồi đấy buổi tối để nhũ nương chăm ta lại không yên tâm cứ nghe thấy tiếng là phải đi xem sao hai người trò chuyện một hồi lâm kiều nói trịnh các lão cáo quan rồi lâm di gật đầu muội cũng vừa nghe nói lâm kiều thở dài trịnh các lão tự dâng tấu hoàng thượng duyệt luôn phê chuẩn cho trịnh các lão từ quan nhanh như thế bất kể là ai cũng sẽ nghĩ đến chính cục bây giờ bây giờ hạ nhân ở phủ nhị vương gia rất ít khi ra ngoài nhị vương gia cũng toàn ở nhà trừ những lúc đến nha môn tóm lại tình hình bây giờ không ổn lắm rõ ràng có người cố ý muốn giành vị trí hồng ân bên cạnh hoàng thượng. Chu thập cửu đã nghĩ đến điều này từ lâu, nên mới bớt qua lại với trịnh gia. Trịnh các lão từ quan là do tình thế bức bách, mà cũng là để tự về. Lâm Kiều nói, trịnh các lão thường xuyên đến dưỡng tâm điện, nghe được một hai tin còn có thể cảnh báo cho chúng ta, giờ ông ấy từ quan rồi, sau này. Càng không dễ dàng, cục diện chính trị rối ren, Trịnh các lão ở bên cạnh hoàng thượng, ít nhiều có thể đoán được thanh ý. Trong mấy mối quan hệ thông gia thì cũng chỉ có người lâm gia quen biết là có thể vào nam thư phòng thôi. Lâm gì nhìn than trắng trong chậu than mà thở dài, sau này không thể nghe ngóng chỗ lâm chính thanh nữa rồi, trong khi lâm chính thanh lại đang lo không có cơ hội tính toán bọn họ. Hành động của Lâm Chính Thanh trong mấy ngày qua cứ như đã biết sẽ có kết quả này, nên mới ngồi một bên hóng gió châm lửa. Nghĩ đến đây, một suy nghĩ thoảng tóe lên trong đầu Lâm Di, ngộ nhỡ những chuyện này Lâm Chính Thanh cũng biết trước thì sao? Lâm Di còn đang ngẫm nghĩ thì cũng ma ma cười cười đi vào, quận vương gia về rồi à? Cuối cùng cũng đã về, Lâm Di thở phào, Lâm Kiều cũng nói thế cũng may, ít ra có thể hỏi ý kiến ngài ấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 235, trở lại. Lâm Kiều nhân đó cáo từ luôn, tiệc mừng sinh nhật của thái thái nhà ta, muội có rảnh thì đến nhé, mọi người cùng ngồi nói chuyện một bữa, đồng ca cứ mặc quần áo lục di may mà vẫn chưa cho lục di ôm một cái tử tế đấy. Lục di, em gái của mẹ, đứng thứ sáu. Lâm di nhớ tới đôi mắt tròn xoe và dáng vẻ mũ mĩm của đồng ca thì bật cười, rồi muội sẽ tới. Sau khi đưa tiễn Lâm Kiều ra khỏi viện, chờ chừng một chốc nữa, Lâm Di gặp được Chu Thập Cửu trở về sao lại chờ ở đây? Tinh thần của Chu Thập Cửu xem ra vẫn sáng láng như trước, chỉ có cằm nhọn đi một chút, áo choàng trên người cũng hơi rộng đi, mũi giày dính đầy bụi đất. Lâm Di cười nói, vừa mới đưa đại tỷ ra ngoài. Hai người vào phòng, Lâm Di bảo Linh Lung đi múc nước tới. Chu Thập Cửu rửa giấy sơ qua, thay y phục sạch sẽ, Lâm Di cúi đầu cài đai lưng cho chàng, đúng là gặp đi một cỡ này. Chu Thập Cửu mỉm cười nhìn nàng. Có gì ăn không? Giờ này rồi vẫn chưa ăn. Lâm Di tạm gác lại một đống câu hỏi trong lòng, quận vương gia muốn ăn gì? Ta cho nhà bếp làm ngay." Chu thập Cửu nói, "Phiền lắm, có điểm tâm không?" "Điểm tâm thì đương nhiên có, Lâm Di giỏi nhất là mấy món này, nên luôn chuẩn bị sẵn mấy đĩa." "Mang điểm tâm với canh tới đi." Chu thập Cửu mới về kinh, hẳn sẽ vội tiến cung diện thánh. Lâm Di gật đầu đi sai bảo nha hoàn. Chỉ chốc lát sau bánh ngọt và canh đã được bưng lên, Chu Thập Cửu ngồi xuống, ăn một hơi hết đĩa bánh xốp nghìn lớp. Nhóm bà tử dọn chén bát đi, Chu Thập Cửu uống chén trà hoa cúc, Kỳ Tử Lâm Di mới pha rồi cùng nàng đi vào buồng trong, hoàng thượng đang ở ngoại ô săn bắn, xe áp giải chi phủ Thiên Tân vẫn còn ở đằng sau, khi nào xe chờ tù tiến vào cung, ta cũng phải tiến cung diện thánh. Tức là còn mấy canh giờ nữa để chuẩn bị. Lâm Di hỏi, Quận Vương gia muốn bàn bạc với phụ tá trước. Bằng không sao lại vội về kinh trước như vậy? Chu Thập Cửu nhìn Lâm Di, mỉm cười, ta chỉ muốn uống bát canh nóng với ngủ một giấc thôi. Hơi ngoài dự đoán của Lâm Di. Chu Thập Cửu cười xòa, con người chỉ cần ba bữa cơm với chỗ ngủ, cầu an bình là trên hết mà. Đúng là miệng lưỡi lươn lẻo, gì cũng nói được. Chu Thập Cửu nằm xuống kháng gần cửa sổ, Lâm Di tung chăn mỏng đắp cho chàng bàn tay dưới chắn chợt đưa ra ôm lấy nàng. Chu thập cửu mỉm cười, Nguyễn Nguyên nằm với ta đi. Lâm di đỏ mặt, linh lung bên cạnh cũng hết hồn, đặt bình trà trong tay xuống bàn, nhanh chân lui ra ngoài. Xưa này Chu thập cửu luôn không sợ người khác cười, nàng thì không có da mặt dày cỡ đó, nhưng thấy chàng phong trần mệt mỏi trở về như vậy thì có bực cũng không tiện phát tác, chỉ tránh né tay chàng thôi. Giấy ruộng mấy cái, nàng mới phát hiện lòng bàn tay chu thập cửu đầy vết chảy xước. Nhìn thấy lông mày lâm di khẽ nhíu, bàn tay nãy giờ vẫn không chịu nới lỏng của chu thập cửu lại chậm rãi buông ra. Tay chu thập cửu như vậy là do miệt mài kéo cương ngựa, tới lui giữa kinh thành và thiên tân chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đây mà. Nhớ tới đêm trước chu thập cửu âm thầm về phủ trấn an mình, lâm di mềm lòng, muốn mở tay chàng ra xem xét, song chu thập cửu lại tránh né giấu tay đi. Lâm Di không vui, bên chẳng buồn để ý nữa, ai ngờ lại bị Chu Thập Cửu trở tay kéo ôm vào lòng. Tiếng tim đập mạnh mẽ quen thuộc vang lên bên tai Lâm Di. Chu Thập Cửu ôm Lâm Di thật chặt, thật lâu sau mới nới lỏng vòng tay. Lâm Di ngước lên nhìn, Chu Thập Cửu cười, trên đường trở về ta có gặp tộc tỷ của em và Cát Khánh Sinh vào kinh đưa quà mừng năm mới. Lâm Sương tới rồi, Lâm Di mừng ra mặt. Chu Thập Cửu kể tiếp, bọn họ không đi nhanh như ta, tộc tỷ em viết một phong thư đưa ta, ta để trong túi công văn đấy. Lâm Di sỏ giày đi tới bàn cầm túi công văn muốn đưa cho Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu lắc đầu, em cứ mở ra lấy đi. Trong túi công văn đều là giấy tờ được quan phủ niêm phong tử tế bằng con dấu đỏ tươi cực kỳ hút mắt người, đầy một túi nặng chịu. Lâm Di cẩn thận lục tìm, cũng may thư của Lâm Sương đặt ở trên cùng. Lâm Di dùng môi trầm rạch mở bìa thư rồi cẩn thận rút thư ra đọc. Lâm Di đi theo Cát Khánh Sinh vào kinh tặng lễ vật mừng năm mới, vừa hay người Trần Thị cũng muốn vào kinh có việc, thể là hai nhà góp tiền cùng mời một tiêu cục hộ tống, đi đường cũng an toàn hơn. Đoàn người đi được nửa đường, Chu Thập Cửu thấy Cát Khánh Sinh quen quen mới cho người sang hỏi thăm. Chu Thập Cửu vội vã lên đường, nên đôi bên chỉ kịp nói với nhau mấy câu, Lâm Di và Cát Khánh Sinh vốn muốn đi nhanh hơn để được gặp Lâm Di sớm, song vì còn có Thái Thái và con cái nhà tông trưởng đi theo, không tiện tăng tốc, nên đành nhờ Chu Thập Cửu mang hộ thư đưa cho Lâm Di. Di sớm, song Cát Khánh xin năm mới, vừa hay Lâm Di đọc thấy rất nhiều chữ không tiện, trong thư thì có thể mường tượng được Lâm Sương phải cắn răng không cam lòng thể nào khi viết lá thư này. Con gái của tông trưởng là Lâm Đan xưa nay vốn đỏng đảnh giống Lâm Phương trên đường nhất định đòi nghỉ chân liên tục, khiến hành trình bị kéo dài. Lâm Sương cũng có giải thích rõ ràng, chính ca nhà tông trường vào kinh học hành, Lâm Đan Hẳn cũng nhân tiện vào theo để tìm một mối hôn nhân tốt. Lâm Di cất kỵ thư rồi quay lại nhìn Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu đã nhắm mắt lại, hít thở đều đều, ngủ thiếp rồi. Lâm Di nhớ tại cười chàng vừa nói, con người luôn có xu hướng cầu sự bình yên, nhìn dáng vẻ này của anh chàng, đúng là có mấy phần khiến người ta tin được. Nghĩ tới đây, trên mặt Lâm Di chợt hiện lên ý cười rất nhạt. Cùng Mama ở ngoài chờ lệnh, nghe Linh Lung ra kể, quận vương ra ngủ rồi, còn quận vương phi đang xem thu. Chủ lão phu nhân liên tục phải người sang hỏi thăm tin tức, hai vợ chồng này đang trên lò lửa mà vẫn còn thản nhiên như thế. Chẳng rõ là vì bà già rồi nên không đủ kiên nhẫn, hay hai vị chủ nhân này quá chấn tĩnh nữa cũng ma ma thở dài, rồi nha hoàn canh ở cửa phòng lui xuống bót, lát nữa có sai bảo gì thì sẽ gọi mấy đứa xong. Sau khi Chu Thập Cừu tỉnh dậy, Lâm Di dặn nhà bếp hâm canh bát bảo, Chu Thập Cừu chưa kịp uống thì đã có người tới truyền lời rằng Hoàng thượng muốn triệu kiến chàng, bảo chàng ra đón xa giá. Hoàng thượng vừa về đã nóng này không chờ kịp, e rằng tốc độ xử vụ án này sẽ bị đẩy nhanh. Như thế chỉ e không tốt cho chi phủ thiên tân. Dẫu gì số tấu trương đòi tố cáo ông ấy vẫn tăng không ngừng mấy ngày qua, cho dù không phải tố tội tham nhũng trăm nghìn thạch lương thực thì cũng là tội tự ý đụng vào kho lương, lừa gạt triều đình. Lâm Di quay sang nhìn Chu Thập Cửu. Ánh mắt Chu Thập Cửu vẫn trong trẻo như trước giờ, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Bất kể lúc nào vị này cũng luôn bình tĩnh như vậy. Lâm Di đưa Chu Thập Cửu ra sân, Đồng Ninh và Trần Hán đều đi theo ăn cơm tối xong chu nguyễn cảnh cho người đưa tới vài cặp gà rừng mấy cặp thỏ rừng hiếu kính chu lão phu nhân viên quản sự chuyển lời cười kề là đại lão gia săn được đấy ạ à? mồi ở bãi săn bao giờ cũng mập mạp hơn mấy con chúng ta thường thấy chu lão phu nhân gật đầu viên quản sự kia vẫn thao thao bất tuyệt hoàng thượng còn khen kỹ năng cưỡi ngựa của đại lão gia nữa lâm gì ở bên cạnh vẫn từ tốn rót trà không hề bị lay động chu lão phu nhân kinh ngạc hỏi thế thì tốt quá giờ đại lão gia đang ở đâu quản sự đáp đi theo mấy vị tôn thất khác uống rượu rồi à lão phu nhân yên tâm lát nữa đại lão gia sẽ về ngay đoạn ông ta quay sang nhìn lâm di đại lão gia còn nói có nhìn thấy quận vương gia đi theo xe của hoàng thượng ngoài ra không thăm dò được gì khác nữa chu lão phu nhân gật đầu thường cho quản sự năm lượng bạc bảo nó về sớm một chút bây giờ trong nhà đang có chuyện nó cũng nên bớt phóng túng lại quản sự đáp lời rồi chậm rãi lui ra chu lão phu nhân nhìn lâm di lên tiếng an ủi cháu đừng nóng vội chuyện lớn như vậy không dễ mà có kết quả ngay đâu chu lão phu nhân vừa dứt lời thì người gác cổng tới báo nhị lão gia và nhị thái thái tới à chu nguyễn quý và quách thị đi vào chu nguyễn quý đỡ quách thị ngồi xuống cạnh mình rồi nhỏ giọng nói bọn con đến nhà nhạc phụ ăn tiệc nghe nói quận vương gia về rồi nên tới hỏi thăm xem thế nào. Quách thị nhìn lâm di, trong nhà có gì cần ta giúp đỡ muội cứ nói một tiếng, dù gì hai ta cũng rảnh mà. Lâm di gật đầu, Chu Nguyễn Quý và Quách thị ngoài thuận đường ghé ngang nghe tin của Chu thập cừu thì còn vì chuyện của chân thị nữa. Tất cả đều biết lòng dạ nhau hết mà, lâm di ngồi một lát rồi các từ, trở về nhị tiến viện. Chu lão phu nhân gọi Quách thị tới ngồi gần mình, đại tẩu con không được khỏe, nên con tạm giúp quản việc bếp núc trong nhà. Quách thị kinh ngạc, nhưng... Việc này, làm sao có thể, đại tẩu quen việc hơn con nhiều. chu lão phu nhân cầm chén trà tên uống, con cứ giúp trước đi, khi nào đại tẩu con ổn tại rồi nói sau. Nghe vậy quách thị mới thấp thỏm nhận lời, lâm gì ở trong phòng thiêu thùa may vá, bạch thược lấy thêm một ngọn đèn lại, để nàng nhìn rõ hơn một chút. Bạch thược nói, Tất cả đều đang nói rằng nhà cũ bên kia sắp được giao lại cho Nhị Thái thái quản à. Trần thị làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên không thể xen vào chuyện trong nhà nữa rồi. Xem ra Chu Nguyễn Cảnh vẫn chưa biết, còn đang đắm chìm trong vui vẻ vì săn được mấy con thỏ với gà rừng. Lâm Di nhìn Bạch Thược. Bạch Thược kể tiếp, ai cũng nói Nhị Thái thái quản ra tốt hơn Đại Thái thái, ít ra Nhị Thái thái sẽ không chầm chậm nhắm vào quận vương phi, hai bên sống chung cũng thoải mái hơn coi như giết được khí thế của đại thái thái rồi. Lâm Di cười liếc Bạch Thược, em thấy sao? Bạch Thược khẽ lắc đầu, nhị thái thái trông dễ gần, nhưng thông minh hơn nhiều, khiến người ta nhìn không thấy. Nếu nàng ta không có ý hại người thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu có. Vậy sẽ khó đối phó hơn đại thái thái, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trần Thị làm gì cũng tơ hơ ra cho người khác thấy, quách thị thì chưa chắc. Lâm Di gật đầu tán thưởng với Bạch Thược, cho nên về sau em phải chú ý nhị thái thái nhiều hơn. Bạch Thược đỏ mặt, em cũng học hỏi cùng mama thôi, cùng mama thường xuyên nói thế với em. Cùng mama nhìn người rất chuẩn, Lâm Di luôn để phòng Quách thị, chẳng qua Quách thị chưa bao giờ để lộ sai sót gì. Trước giờ cài khóa cửa, rốt cuộc Chu Thập Cửu cũng trở lại. Lâm Di theo Chu Thập Cửu vào phòng xếp thay quần áo, thế nào rồi? Lâm Di thấp giọng hỏi. Chu thập cửu cúi đầu, chớp chớp mắt, vẻ mặt dịu dàng hết mực, ôm lấy eo Lâm Di, tam pháp tự hội thẩm do ngũ vương gia cầm trịch. Để ngũ vương gia xử lý, chẳng phải là muốn dồn bọn họ vào con đường chết hay sao? Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.